Quyển 56 thứ 1 năm thức thần tương ứng địa thứ 2 ý địa phần 6 hỏi: Phần vị của các uẩn có bao nhiêu chủng? Đáp: có nhiều chủng. Đó là có được tâm không tương ứng hành vô tưởng định như trước đã nói rộng. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập có được để lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị của nhân tự tại hiện hành mà kiến lập có được để lại có 3 chủng: thành tựu chủng tử, thành tựu tự tại và thành tựu hiện hành. Hỏi: nương phần vị nào mà kiến lập vô tưởng định, diệt tận định và vô tưởng thiên ba loại đây mỗi loại có bao nhiêu chủng? Đáp: đã lìa biến tịnh tham, chưa lìa thượng tham, tác ý xuất ly tưởng làm tiền dẫn, gọi là phần vị diệt kiến lập vô tưởng định, đây lại có 3 chủng: tự tánh chỉ là thiện, bồ đăng xá la, ở dị sanh tương tục. Khỏi: trước ở đây khỏi, sau ở sắc giới, ở đệ tứ tịnh lự sẽ thọ quả kia. Nương đã lìa vô sở hữu xứ tham, tác ý dừng nghỉ tưởng làm tiền dẫn, gọi là phần vị diệt kiến lập diệt tận định, đây lại có 3 chủng: tự tánh chỉ là thiện, bồ đạc già la là thánh, ở thánh tương tục, thông cả bậc học bậc vô học. Khỏi: trước ở đây khỏi, sau nhiều lần ở sắc giới hiện tại tiền, vì nương gá sở y sắc mới hiện tiền. Nếu căn cứ đây, tức là chưa kiến lập giáo à lại giả thức, nếu đã kiến lập thì tất cả xứ đều được hiện tiền. Nương chủng hữu tình đã sanh ở vô tưởng thiên, gọi là phần vị diệt kiến lập vô tưởng, đây cũng có 3 chủng: tự tánh không che đậy không ghi nhớ, bồ đặc giả la chỉ là tánh dị sanh, chẳng phải các bậc thánh. Khởi: năng dẫn phát vô tưởng định, thì tư duy nhớ nghĩ kia, năng chiều cảm quả dị thuộc vô tưởng thiên, về sau tưởng sanh khởi đền từ kia chết đi. Hỏi: phần vị nào kiến lập mạng căn, để lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị nghiệp dẫn dắt dị thuộc quyết định thời trụ, kiến lập mạng căn, đây lại có 3 chủng: vì định bất định, vì ái, và 5 kiếp số mà được an lập. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập chúng đồng phận, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị các hữu tình giống nhau mà kiến lập chúng đồng phận, đây lại có 3 chủng: chủng loại đồng phận, tự tánh đồng phận và công sao nghiệp xứ nuôi dưỡng mạng đồng phận. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập sanh, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị hiện tại kiến lập sanh, đây lại có 3 chủng: sát na sanh, tương tục sanh và phần vị sanh. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập lão, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị trước thì phần vị sau kiến lập lão, đây lại có 3 chủng: dị tánh lão, chuyển biến lão và thọ dụng lão. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập trụ, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị sanh kiến lập phần vị trụ, đây lại có 3 chủng: sát na trụ, tương tục trụ và chế lập trụ. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập vô thường, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị sanh đã hoại diệt kiến lập vô thường, đây lại có 3 chủng: hoại diệt vô thường, chuyển biến vô thường và biệt ly vô thường. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập danh thần, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị giả ngôn thuyết mà kiến lập danh thần, đây lại có 3 chủng: danh thần giả thiết, danh thần thật vật, danh thần mà người thế gian cùng hiểu rõ hay không hiểu rõ. Như danh thần thì văn thần và cú thần nên biết cũng vậy, cú thần có sự sai khác, đó là cú tiêu biểu, cú giải thích. Văn thần có sự sai khác, đó là nhiếp thuộc tiếng, nhiếp thuộc chữ. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập tánh dị sanh, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị tất cả thánh pháp xuất thế chưa sanh khởi mà kiến lập tánh dị sanh, đây lại có 3 chủng: hệ buộc dục giới, hệ buộc sắc giới, hệ buộc vô sắc giới. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập lưu chuyển, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị nhân quả tương tục mà kiến lập lưu chuyển, đây lại có 3 chủng: lưu chuyển của sát na triển chuyển, lưu chuyển của sanh triển chuyển và lưu chuyển của nhiễm ô thanh tịnh triển chuyển. Hỏi: nương phần vị nào kiến lập quyết định khác, đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp: nương phần vị tướng của các pháp riêng biệt mà kiến lập quyết định khác, đây lại có 3 chủng: tướng quyết định khác, nhân quyết định khác, quả quyết định khác.
Hỏi nương phần vị nào kiến lập tương ưng đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp nương phần vị nhân quả tương xứng mà kiến lập tương ưng đây lại có ba chủng. Tương ưng hòa hợp, tương ưng phương tiện và tương ưng do sở tác đối với đạo lý. Hỏi nương phần vị nào kiến lập thế tốc đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp nương phần vị lưu chuyển nhanh chóng kiến lập thế tốc đây lại có ba chủng. Các hành thế tốc, sĩ dụng thế tốc và thần thông thế tốc. Hỏi nương phần vị nào kiến lập thứ lớp đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp nương phần vị mỗi mỗi hành lưu chuyển mà kiến lập thứ lớp đây lại có ba chủng. Thứ lớp sát na lưu chuyển, thứ lớp nội thần lưu chuyển, thứ lớp thành lập sở tác lưu chuyển. Hỏi nương phần vị nào kiến lập thai đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp nương phần vị hành tương tục không ngừng kiến lập thai đây lại có ba chủng, quá khứ vị lai và hiện tại. Hỏi nương phần vị nào kiến lập phương đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp nương phần vị các sắc được thâu nhiếp lãnh thọ kiến lập phương đây lại có ba chủng, trên dưới và bốn bên. Hỏi nương phần vị nào kiến lập số đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp nương phần vị pháp lượng bằng nhau biểu hiện rõ ràng kiến lập số đây lại có ba chủng, số 1, số 2 và số nhiều. Hỏi nương phần vị nào kiến lập hòa hợp đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp nương phần vị sở tác của các bộ phận không bị khuyết mà kiến lập hòa hợp đây lại có ba chủng, tụ tập hòa hợp, một nghĩa hòa hợp và viên mãn hòa hợp. Hỏi nương phần vị nào kiến lập chẳng hòa hợp đây lại có bao nhiêu chủng? Đáp trái với hòa hợp nên biết không hòa hợp hoặc phần vị hoặc sai khác. Hỏi trong các uẩn bao nhiêu uẩn là hữu sắc, nghĩa nào là hữu sắc? Đáp tức là dùng tánh đầy trở lại thiết tánh đầy, nghĩa tự tánh sắc là nghĩa hữu sắc, một uẩn là hữu sắc. Hỏi nghĩa nào là có thấy, bao nhiêu uẩn là có thấy? Đáp nghĩa sở hành của mắt là có thấy, một phần của một uẩn là có thấy. Hỏi nghĩa nào là có đối ngại, bao nhiêu uẩn là có đối ngại? Đáp nghĩa căn cứ vào nơi chốn có sự chuyển xúc chạm lẫn nhau, và nghĩa thô lớn là nghĩa có đối ngại. Nghĩa thô lớn nên biết xa lìa ba chủng vi tế, và vi tế đây nên biết như trước, một phần của một uẩn là có đối ngại. Hỏi nghĩa nào hữu lậu, bao nhiêu uẩn là hữu lậu? Đáp nghĩa thô trọng đi theo chẳng phải kia đối trị phiền não phát khởi, một phần của tất cả uẩn là hữu lậu. Lại có nghĩa hữu lậu khác, đó là nếu ở nơi phiền não năng sanh bốn chủng quá thất là nghĩa hữu lậu. Những gì gọi là bốn chủng quá thất? Một, quá thất không tịch tịnh. Hai, quá thất nội ngoại biến đổi. Ba, quá thất phát khởi ác hạnh. Bốn, quá thất của nhân nhiếp thọ. Nên biết quá thất thứ nhất do triền hiện hành gây ra, quá thất thứ hai do các sự phiền não đuổi theo phiền não gây ra, quá thất thứ ba là do nhân duyên phiền não gây ra, quá thất thứ tư dẫn phát hậu hữu gây ra. Hỏi nghĩa nào là hữu vi, bao nhiêu uẩn là hữu vi? Đáp nghĩa theo nhân đã sanh và nên sanh, tất cả uẩn là hữu vi. Hỏi nghĩa nào là hữu chánh, bao nhiêu uẩn là hữu chánh? Đáp nghĩa tự tại chuyển theo nhiều sân khỏe, một phần của tất cả uẩn là hữu chánh. Hỏi nghĩa nào là có ái vị, bao nhiêu uẩn là có ái vị? Đáp nghĩa tự tại chuyển theo nhiều ái kiến, một phần của tất cả uẩn là có ái vị. Hỏi nghĩa nào là nương đam mê vui thích, bao nhiêu uẩn là nương đam mê vui thích? Đáp nghĩa tự tại chuyển theo nhiều dục tham, một phần của tất cả uẩn là nương đam mê vui thích. Hỏi nghĩa nào là thế gian, bao nhiêu uẩn là thế gian? Đáp nghĩa nương hí luận, một phần của tất cả uẩn là thế gian. Hỏi nghĩa nào là đạo giới, bao nhiêu uẩn là đạo giới? Đáp nghĩa thế gian nhiếp thuộc bà cõi, một phần của tất cả uẩn là đạo giới. Hỏi nghĩa nào là quá khứ, bao nhiêu uẩn là quá khứ? Đáp nghĩa đã thọ dụng nhân quả, tất cả uẩn là quá khứ. Hỏi nghĩa nào là vị lai, bao nhiêu uẩn là vị lai? Đáp nghĩa chưa thọ dụng nhân quả, tất cả uẩn là vị lai. Hỏi nghĩa nào là hiện tại, bao nhiêu uẩn là hiện tại? Đáp nghĩa đã thọ dụng nhân và nghĩa chưa thọ dụng quả, tất cả uẩn là hiện tại. Hỏi nghĩa nào là bên trong, bao nhiêu uẩn là bên trong? Đáp nghĩa sáu xứ, kể cả những gì thuộc sáu xứ, một phần của mỗi uẩn, hoàn toàn bốn uẩn là bên trong. Hỏi nghĩa nào là bên ngoài, bao nhiêu uẩn là bên ngoài?
Đáp nghĩa trái với tướng bên trong. Một phần của một uẩn là bên ngoài. Hỏi nghĩa nào là thô, bao nhiêu uẩn là thô? Đáp nghĩa tướng tích tụ tăng trưởng, không sáng sạch. Một phần của tất cả uẩn là thô. Hỏi nghĩa nào là tế, bao nhiêu uẩn là tế? Đáp nghĩa trái với tướng thô, một phần của tất cả uẩn là tế. Hỏi nghĩa nào là kém, bao nhiêu uẩn là kém? Đáp nghĩa vô thường, khổ, bất tịnh, nhiễm ô, một phần của tất cả uẩn là kém. Hỏi nghĩa nào là diệu, bao nhiêu uẩn là diệu? Đáp nghĩa trái với tướng kém, một phần của tất cả uẩn là diệu. Hỏi nghĩa nào là xa, bao nhiêu uẩn là xa? Đáp nghĩa nơi chốn, quá khứ, vị lai, thời, phương, khoảng cách, tầm rộng, một phần của tất cả uẩn là xa. Hỏi nghĩa nào là gần, bao nhiêu uẩn là gần? Đáp nghĩa trái với tướng xa, một phần của tất cả uẩn là gần. Hỏi nghĩa nào là hệ buộc dục giới, bao nhiêu uẩn là hệ buộc dục giới? Đáp nghĩa ở khoảng xanh đây mà chưa đạt được đối với trị cõi cao hơn, nếu đạt được sẽ vượt khỏi đây. Ba thời hiện hành, một phần của tất cả uẩn là hệ buộc dục giới. Hỏi nghĩa nào là hệ buộc sắc giới, bao nhiêu uẩn là hệ buộc sắc giới? Đáp nghĩa đã đạt được đối trị hệ buộc sắc giới, hoặc nhập định kia, hoặc sanh ở kia, chưa đạt được đối trị cõi cao hơn, nếu đạt được sẽ vượt khỏi đây. Ba thời hiện hành, một phần của tất cả uẩn là hệ buộc sắc giới. Hỏi nghĩa nào là hệ buộc vô sắc giới, bao nhiêu uẩn là hệ buộc vô sắc giới? Đáp nghĩa đã đạt được đối trị hệ buộc vô sắc giới, hoặc nhập định kia, hoặc sanh ở kia, chưa đạt được đối trị cõi cao hơn, nếu đạt được sẽ vượt khỏi đây. Ba thời hiện hành, một phần của tất cả uẩn là hệ buộc vô sắc giới. Lại có sự sai biệt nghĩa không thể nhiếp khinh an tam ma địa và quyến thuộc của các tam ma địa kia, kể cả quả pháp của kia gọi là hệ buộc dục giới, thuộc sắc phiền não và trái với nghĩa trên gọi là hệ buộc sắc giới. Nhiếp lấy nghĩa như hệ buộc sắc giới, nhưng lìa sắc phiền não gọi là hệ buộc vô sắc giới. Hỏi nghĩa nào là thiện, bao nhiêu uẩn là thiện? Đáp nghĩa năng cảm quả báo vui ở tương lai, và nghĩa đối trị đoạn vĩnh viễn khổ phiền não, một phần của tất cả uẩn là thiện. Hỏi nghĩa nào là bất thiện, bao nhiêu uẩn là bất thiện? Đáp nghĩa năng cảm quả báo khổ ở đường lai, và nghĩa năng phát khởi các ác hạnh, một phần của tất cả uẩn là bất thiện. Hỏi nghĩa nào là vô ký, bao nhiêu uẩn là vô ký? Đáp nghĩa trái với hai tướng trên, một phần của tất cả uẩn là vô ký. Lại có cách giải thích khác, nghĩa xa lìa quá thất, đối trị quá thất và nghĩa thuận theo công đức gọi là thiện. Nghĩa trái với tướng thiện gọi là bất thiện. Nghĩa trái với cả hai tướng thiện và bất thiện gọi là vô ký. Hỏi nghĩa nào là học, bao nhiêu uẩn là học? Đáp nghĩa học phương tiện thiện, một phần của tất cả uẩn là học. Hỏi nghĩa nào là vô học, bao nhiêu uẩn là vô học? Đáp nghĩa học rốt ráo thiện, một phần của tất cả uẩn là vô học. Hỏi nghĩa nào là phi học phi vô học, bao nhiêu uẩn là phi học phi vô học? Đáp nghĩa lìa hai chủng trước, pháp sở hữu, thiện, nhiễm, ô và vô ký, một phần của tất cả uẩn là phi học, phi vô học. Hỏi, nghĩa nào là kiến sở đoạn, bao nhiêu uẩn là kiến sở đoạn? Đáp, nghĩa chỗ, nền đoạn trừ của hiện quán trí đế hiện quán, một phần của tất cả uẩn là kiến sở đoạn. Hỏi, nghĩa nào là tu sở đoạn, bao nhiêu uẩn là tu sở đoạn? Đáp nghĩa từ hiện quán trở về sau, tu đạo sở đoạn, một phần của tất cả uẩn là tu sở đoạn. Hỏi nghĩa nào là vô đoạn, bao nhiêu uẩn là vô đoạn? Đáp nghĩa đối trị đoạn trừ vĩnh viễn tất cả nhiễm ô và nghĩa đã đoạn trừ, một phần của tất cả uẩn là vô đoạn. Hỏi nghĩa nào là vô sắc, bao nhiêu uẩn là vô sắc? Đáp trái với nghĩa sắc đã thuyết ở trước nên biết là nghĩa vô sắc. Hết thảy lại như vậy nên biết tư duy phân biệt các uẩn sai biệt. Hỏi như nói nghĩa tích tụ là nghĩa uẩn, những gì gọi là nghĩa tích tụ? Đáp đó là nghĩa tập trung của chủng chủng thể, nghĩa càng thêm hòa hợp xen lẫn triền truyền, nghĩa thâu tóm chủng một loại, nghĩa tăng ít tổn giảm, tất cả đều là nghĩa tích tụ. Hỏi duyên nào sắc uẩn gọi là sắc? Đáp nghĩa ở phương xứ nào đó chủng mới tăng trưởng và nghĩa biến ngại nên gọi là sắc.
Nghĩa biến ngại đây lại có hai chủng. Một, nghĩa chịu sự xúc chạm của tay rồi nên biến họa. Hai, nghĩa chủng chủng tướng ở nơi phương xứng sai khác. Hỏi duyên nào gọi chung bốn vô sắc uẩn là danh? Đáp, nghĩa thuận hướng đến chủng chủng cảnh sở duyên. Nghĩa nhiều nguồn thuyết danh mà phân biệt chủng chủng cảnh sở duyên cho nên nói là danh. Hỏi, cái gì nhiếp lấy các uẩn? Vì nghĩa gì mà kiến lập nhiếp đó? Đáp, tự tánh nhiếp lấy chẳng phải tha tánh. Vì nghĩa khắp rõ biết chủng chủng tự loại cho nên kiến lập. Hỏi, cái gì tương ưng các pháp? Vì nghĩa nào mà kiến lập tương ưng? Đáp, tha tánh tương ưng chẳng phải tự tánh. Vì nghĩa khắp rõ biết đường tự tánh thành tịnh, tầm pháp có nhiễm không nhiễm, hoặc tăng hoặc giảm cho nên kiến lập. Có sa môn hoặc bà la môn kế chấp cho rằng tâm là thật có, chứ chẳng phải các tâm pháp, điều này không như lý. Vì cớ sao? Vì như thế các uẩn có năm chủng tánh không thành tựu được. Lại kẻ kia kế chấp cho là vì phần vị riêng khác nên các uẩn kia có năm tánh, thì kế chấp phần vị riêng cũng có lỗi. Vì cớ sao? Để các phần vị chuyển chuyển tương vọng, tác dụng sai khác hoặc có hoặc không đều thành lỗi. Nếu nói là có thì do khác nhau, nên lẽ có thể tánh thật vật khác nhau. Nếu nói là không, thì kế chấp phần vị riêng tức là hoang đường. Lại kẻ kia kế chấp cho là như sáu thức thân, có phần vị riêng biệt, không nên cho là như thế. Vì cớ sao? Vì sáu thức thân có sở y và sở duyên sai biệt, tức là một xứ vẫn có được các phần vị cho nên không đúng lý. Lại kế chấp cho là do chuyển biến nên phần vị riêng khác, nếu cho là chuyển biến cũng không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Ở nơi vật có sắc thì sự chuyển biến khả đắc, do phần vị trước sau sai khác. Ở những cái vô sắc thì chẳng thể như vậy, như sữa, lạc, xanh, tô. Lại nói nhân duyên của tâm không có sai khác mà phần vị hành riêng khác thì không đúng đạo lý. Vì ở một sát na chẳng thể đắc nhân duyên sai khác mà khiến cho phần vị kia có sai khác. Cho nên ông kế chấp phần vị sai khác thì không đúng lý. Lại vì trái với giáo nên chỉ có tâm thật có thì không đúng đạo lý. Trái với những giáo gì? Vì như kinh nói, hết thảy tham sân si nhiễm não nơi tâm khiến chẳng giải thoát. Hỏi, trong đây trái thế nào? Đáp, nếu cho là chỉ có tâm, hai chẳng cùng có, vậy tức là tham, lẽ không nương thức. Nếu ông lại cho là lấy thức làm tiền dẫn thì cũng không đúng lý, như vậy cũng có lỗi không khác trước. Lại kinh nói, ba hòa hợp cùng xúc, đồng sanh thọ tưởng từ. Lại kinh khác nói, các pháp như vậy thường cùng hòa hợp, chẳng phải không hòa hợp. Không thể nói rằng các pháp như vậy có thể phân tách khiến thành riêng khác. Lại Phật Thế Tôn vì muốn thiết lập nghĩa hòa hợp đây nên lấy đèn sáng làm dụ, cho nên chẳng thể lìa sự đồng sanh của ba hòa hợp cùng với xúc mà nói hòa hợp. Tuy kinh lại nói sáu giới như vậy thuyết danh là sĩ phu, nhưng đầy mật ý thuyết nên không có lỗi. Hỏi, trong đây có mật ý gì? Đáp, vì muốn hiển thuyết sắc động, pháp của tâm là chỗ nương thủ thắng hơn cả, nên biết đây gọi là mật ý trong kinh. Lại thêm trái với thánh giáo, những gì là thánh giáo? Vì Thế Tôn nói ba thí dụ về sữa phò mát xanh tô, hoặc có xứ sở bốn đại chủng thô lấy làm ngã, hoặc có xứ sở hữu sắc xanh ý, hoặc có xứ sở vô sắc xanh tưởng. Như vậy ý kinh há chỉ có đại chủng, hoặc chỉ có tâm, hoặc chỉ có tưởng sao? Cho nên phải biết hết thải kinh như vậy đều có mật ý. Do đó gọi là đạo lý bốn vô sắc phần nhập lấy tâm và tâm sở xoay phần tương ứng nhau thành tựu. Trong Ốt Đà Nam nói, năm chủng tánh không thành, phần vị riêng thành lỗi vì nhân duyên không khác, và trái với thánh giáo. Như vậy đã quyết trạch sự uẩn thiện xảo, ta này sẽ quyết trạch sự giới thiện xảo. Hỏi, những gì là nhãn giới? Đáp, nhãn hoặc trừ đoạn hoặc đã đoạn do mạng cần nhiếp thọ. Như nhãn giới thì cho đến ý thức giới và pháp giới, mỗi một phần nên biết cũng vậy. Hỏi, những gì là sắc giới? Đáp, hoặc sắc căn tăng thượng sanh khởi, hoặc kia làm tăng thượng đối với đây, đây gọi là sắc giới. Như sắc giới cho đến xúc giới nên biết cũng vậy. Hỏi, 18 giới đây thật có bao nhiêu, giả có bao nhiêu? Đáp, thật có 17 hoặc 12, vì 6 là 1, 1 là 6.
để nói trong phạm vi an lập đạo lý thế tục. Hỏi, nếu có nhãn cũng là nhãn giới ư? Giả sử có nhãn giới cũng là nhãn ư? Đáp, nên tác bốn câu và có nhãn chẳng phải nhãn giới, đó là nhãn của A La Hán tối hậu. Đây gọi là câu thứ nhất. Hoặc có nhãn giới chẳng phải là nhãn, đó là sành hữu sắc giới, hoặc nhãn chưa sành, hoặc sành rồi đã mất, hoặc không đắc nhãn, hoặc nhãn diệt không gián đoạn, hoặc các dị sành, sành vô sắc giới, đây là câu thứ hai. Hoặc có nhãn cũng là nhãn giới, đó là trừ chỗ có các tướng như hai câu trên, đây là câu thứ ba. Hoặc không có nhãn, cũng không có nhãn giới, đó là hoặc A-la-hán đã hoại mất nhãn, hay không sành nhãn hoặc sành vô sắc giới, hoặc ở vô dư ý niết bàn giới đã bát niết bàn. Đây là câu thứ tư. Như nhãn giới thì tất cả nội giới tùy theo chỗ thích hợp, nên biết cũng vậy. Thân giới nên phân biệt là nếu không có những sự đã thuyết trước, thì thân chẳng được sành. Còn lại tùy theo chỗ thích hợp sẽ tuyên nói đầy đủ. Ở nơi bốn ngoại giới tùy chỗ thích hợp cũng phải tuyên nói đầy đủ, hoặc thành thành giới đúng đức kích động phát ra. Phải nói hai đây đồng có. Nếu không kích động phát ra, phải nói đuổi theo giới khác, duy trì giới, không phải thành. Hỏi, 18 giới đây bao nhiêu đồng phận, bao nhiêu đồng phận kia? Đáp, có nhãn thức giới gọi là đồng phận, nhãn giới gọi là, còn lại gọi là đồng phận kia, như nhãn giới cho đến thần giới cũng vậy, duy trì ở trong nội cao giới nhiếp thuộc căn, nghĩ lường đồng phận và đồng phận kia. Chẳng phải ở trong ngoại các giới như sắc nên biết các hữu sở duyên của pháp giới, thì như tầm giới đã thuyết, các vô sở duyên thì như sắc đã thuyết. Hỏi, bao nhiêu giới hợp mà năng thủ, bao nhiêu giới chẳng hợp mà năng thủ? Đáp, 6 hợp năng thủ, 4 chẳng hợp năng thủ, 5 và 1 phần ít chẳng phải năng thủ, 1 giới hợp chẳng hợp, 2 đều năng thủ. Hỏi, bao nhiêu duy chỉ là sở thú chẳng phải năng thủ, bao nhiêu cũng sở thú cũng năng thủ? Đáp, tất cả đều sở thủ, đó là 5 và một ít phần duy trì là sở thủ, 12 và một ít phần cũng là năng thủ. Hỏi, bao nhiêu vì trợ bạn nên năng thủ, bao nhiêu chỉ một mình năng thủ? Đáp, 10 và một ít phần trợ bạn mà năng thủ, 1 và một ít phần chỉ một mình năng thủ. Hỏi, bao nhiêu chỉ hệ buộc dục giới? Đáp, 4. Hỏi, bao nhiêu chỉ hệ buộc sắc giới? Đáp, không có. Hỏi, bao nhiêu chỉ hệ buộc vô sắc giới? Đáp, cũng không có. Bao nhiêu chỉ hệ buộc dục sắc giới? Đáp, 11. Hỏi, bao nhiêu chỉ hệ buộc sắc vô sắc giới? Đáp, không có. Hỏi, bao nhiêu thông cả ba giới hệ buộc? Đáp, 3. Hỏi, bao nhiêu chấp thọ, bao nhiêu chẳng phải chấp thọ? Đáp, 5 chấp thọ. 5 chấp thọ chẳng phải chấp thọ. Chỗ còn lại đều có một hướng là chẳng phải chấp thọ. Vì cớ sao? Vì đã lìa nơi kia, còn lại là năng chấp thọ. Vì chấp thọ ở kia bất khả đắc vậy. Sao gọi là chủng chủng giới, là tánh tướng, 18 giới triển truyền khác nhau? Sao gọi là chẳng phải một giới? Các giới kia vô lượng, sở y của hữu tình có chủng chủng tánh sai biệt. Sao gọi là vô lượng giới, tổng hai điều kia, gọi là vô lượng giới? Như Phật Thế Tôn thuyết trong Ác Xoà Tụ Dụ, ta ở nơi các giới chọn không tuyên thuyết giới có ngẩn mé. Trong Ốt Đà Nam nói những gì tánh thật có bốn câu cùng đồng phận thủ giới chẳng chấp thọ, trùng trùng chẳng phải một. Hỏi những gì là nghĩa giới? Đáp, nghĩa nhân, nghĩa chủng tử, nghĩa bản tánh, nghĩa chủng tánh, nghĩa phi tế, nghĩa giữ gìn, đó là nghĩa giới. Hỏi nương nghĩa nào mà nói niết bàn hư không cũng gọi là giới? Đáp, vì nghĩa năng giữ gìn khiến khổ chẳng sanh nên niết bàn được gọi là giới. Vì nghĩa giữ gìn các hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân nên hư không được gọi là giới. Hỏi, vì hiển nghĩa nào mà kiến lập giới? Đáp, vì hiển nghĩa nhân duyên và hiển nghĩa căn cảnh thọ dụng. Hỏi, 18 giới đây có cái gì phân biệt? Đáp, nếu được thuyết nên biết do 6 chủng. Một pháp giới đó là nhãn pháp, có nhãn giới. Hai, tịnh giới, đó là sở hữu các giới của bộ đặc giả la trụ chủng tánh. Ba, bản tánh giới, đó là như đã thuyết 18 giới sanh khởi từ thời vô thủy đến nay cho đến về sau. Tánh ấy thành tựu và bộ đặc giả la trụ chủng tánh, không trụ chủng tánh, pháp niết bàn, không phải pháp niết bàn. Từ thời vô thủy đến nay, tánh ấy thành tựu
Bốn huân tập giới đó là các giới đầy trước đã huân tập pháp tịnh bất tịnh, nên ở trong sanh tử triều cảm sanh, hoặc thắng diệu, hoặc thấp kém, hoặc tánh nhân niết bàn. Năm đã cho quả giới đó là các giới đầy triều cảm quả và đã diệt. Sáu chưa cho quả giới đó là các giới đầy chưa triều cảm quả hoặc diệt hoặc chưa diệt. Như vậy được thuyết thì các giới có sáu chủng, nếu rộng thuyết thì giới đầy số vô lượng. Hỏi: 18 giới đầy có bao nhiêu hữu sắc, có bao nhiêu vô sắc, cho đến có bao nhiêu vô đoạn? Đáp: như tướng trước đã thuyết nên thuận theo đó mà kiến lập. Hỏi: như thuyết thì mắt thấy các sắc cho đến ý hiểu các pháp, vậy mắt đây là kẻ thấy cho đến ý là kẻ hiểu hay là thức kia? Đáp: nếu trong phạm vi tháo nghĩa đạo lý thì chẳng phải là mắt cũng chẳng phải thức kia. Vì cớ sao? Vì tự tánh các pháp do nhiều duyên sanh, vì sát na diệt, vì không tác dụng. Trong phạm vi đạo lý thế tục thì mắt rõ ràng hơn cả, nên có thể ở nơi kia lập cười thấy. Vì cớ sao? Nếu có các căn như mắt không bị khuyết giảm thì thức nhất định sanh, hoặc có thức chuyển lưu thì chẳng phải là căn mắt, vì đây hoặc khuyết hoặc không khuyết thức đều có thể có được. Thật nghĩa trong đây tức là chỉ ở nơi cái thấy mà nói kẻ thấy. Hỏi: 18 giới đây bao nhiêu chủng thứ lớp nhân duyên được tuyên nói? Đáp: được có hai chủng, một ba chủng thứ lớp nhân duyên được tuyên nói, hai sáu chủng thứ lớp nhân duyên được tuyên nói. Sao gọi là ba chủng thứ lớp nhân duyên được tuyên nói? Vì sở y và cảnh giới sai biệt đồng y. Vì sao? Do nghĩa thức và căn đồng một giới nên gọi là y, nghĩa cảnh giới là sở duyên nên cũng gọi là y. Sao gọi là sáu chủng thứ lớp nhân duyên được tuyên nói? Vì sở hành của kia chúng có nhiều sai biệt, luôn luôn hành chuyển. Trước nói mắt là nhân duyên đầu tiên, lại kể tùy theo sự việc người đời thế gian mà chuyển nên thứ lớp dần dần kiến lập. Đó là người thế gian trước qua lại gặp gỡ thấy nhau sau mời chào thăm hỏi, tiếp theo bày biện ăn uống rồi ban ngày trôi qua, đêm đến xếp đặt chủng chủng thứ như trải ngoạ cụ, đệm lông, mền gối, là nhân duyên thứ hai. Lại do vui thích khác nhau làm chỗ nương nên thứ lớp được tuyên nói là nhân duyên thứ ba. Lại vì chỗ thổ nhiếp thọ dụng những vật trang điểm khác nhau nên thứ lớp được tuyên nói đó là kẻ thọ dục tốn nhiều thời gian cho việc trang điểm lông mày mắt, kể đến đeo hoa tai, cài trâm lên tóc, nghiêm sức như vậy là nhân duyên thứ tư. Lại nương hành nghiệp ăn uống vui thích tập quen dục hết thảy việc nên thứ lớp được tuyên nói đó là các chúng sanh trước đều nương hành nghiệp thân ngữ hoặc tịnh hoặc bất tịnh mà cần cầu phương tiện, sau đó ăn uống no say rồi lại tập quen gần gũi các dục, đây là nhân duyên thứ năm. Lại do chỗ thầu nhiếp lãnh thọ của nghiệp tạo tác sai biệt nên thứ lớp tuyển nói việc đây thế nào, do mắt năng thấy vô số các sắc qua lại không lầm lẫn tạp loạn, nhận ra gặp gỡ nhớ đến người đã từng thấy hoặc chưa thấy, thấy rõ nơi chốn gặp gỡ người oán thân chung dung xài khác, thấy các cuộc chuyện trò với người, từ đây nhớ nghĩ phát khởi lời nói kể lại việc đã thấy như vậy như kia. Mắt kia đường thần mà được trưởng dưỡng lãnh thọ rộng lớn trùng trùng sự việc vui vẻ thích thú của thế gian, hết thảy loại như vậy là vô lượng chủ nghiệp tạo tác của nhãn giới do tai năng nghe trùng trùng âm thanh. Nhân đây hiểu rõ thiện thuyết ác thuyết và trùng trùng nghĩa lý nên khởi nói năng luận bàn, năng nghe trùng trùng âm vui vì diệu. Tai kia nương thần mà được trưởng dưỡng lãnh thọ rộng lớn trùng trùng sự việc vui vẻ thích thú của thế gian, hết thảy loại như vậy là nghiệp tạo tác của nhĩ giới phía trước hẹp nhỏ, do mũi năng ngửi trùng trùng các hương, theo hương mà tìm đến mũi kia nương thần mà được trưởng dưỡng lãnh thọ rộng lớn trùng trùng sự việc vui vẻ thích thú của thế gian, hết thảy loại như vậy là nghiệp tạo tác của tỷ giới phương trước hẹp nhỏ, lưỡi năng nếm trùng trùng các vị, lưỡi kia nương thần mà được trưởng dưỡng, hết thảy loại như vậy là nghiệp tạo tác của thiệt giới phương trước hẹp nhỏ, thần năng xúc trùng trùng sự va chạm lãnh thọ các sự việc vui vẻ thích thú của thế gian, tuy nương thần mà được trưởng dưỡng nhưng việc vui thích kia một lúc nào đó lại làm tổn hại, hết thảy loại như vậy là nghiệp tạo tác của thần giới rất là hẹp nhỏ,
Đây gọi là thứ lớp nhân duyên thứ sáu được tuyển nói. Ở trong nhân duyên giải việc của sáu chủng mắt, trong đó đều có ý hành chuyển khắp cả, nên tuyển nói ý sau cùng về nhấp thứ lớp nhân duyên như vậy. Mà trong Ốt Đà Nam nói: chúng nhiều thuận thế tục, vui thích cùng nghiêm sức, theo hai chủng tác nghiệp nên thứ lớp tuyển nói.